Và thế là một tuần làm việc tuyệt vời nữa bắt đầu tại nơi đây. Chào Sơn. Chào Phil. Trời, xui quá vậy. Bạn có bao giờ mơ ước một ngày trôi qua lại như mọi ngày? Đi nào mọi người, nhanh lên nào. Turbo chàng trai đã sẵn sàng ra tay. Không cản được em. Những điều tốc độ hơn. Bỏ cái trò tốc độ này đi và đi tận hưởng cuộc sống. Vậy mà gọi là sống à? Em càng sớm chấp nhận cái sự tồn tại nhàm chán tệ hại của mình bao nhiêu, em sẽ hạnh phúc bấy nhiêu. Ước gì mình thật nhanh. Ôi không, chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với mình? Em đã trở thành quái. Phải tìm cách cứu em. Em hoàn toàn bình thường mà Sơn. Hoàn toàn bình thường hả? Từ những người sáng tạo bộ phim Madagascar. Đi xa nhà quá rồi hả ốc Bình Dương? Tớ ăn chắc rồi. Sẵn sàng. Tên tôi là Turbo. Ôi, ước gì mình có thể đổi được tên. Và Kung Fu Panda. Tôi là Roi Điện. Roi Điện. Và đây Linh Bánh là đội của tôi. Bốc lửa, tay lái lũ. Tôi nhanh, Bạch Ảnh như một cái bóng. Nhưng mà cái bóng, chúng nó đâu có nhanh gì đâu. Bạch Ảnh đó. Vẫn còn thấy anh mà. Năm nay, tốc độ của cậu cùng với chúng tôi sẽ làm được nhiều điều đó, ốc biết chưa? Bóng lớn như thằng ta có đánh sao mọi người? Đó là ốc Sơn hả? Cho một cái kiểu quái gì vậy? Nắm lấy cơ hội. Các ốc Sơn này, họ tin tưởng ở em, nên em sẽ đua gì họ. Ốc Sơn không thể đua ở một cuộc đua dành cho xe đua. Tại sao anh lại có thể bi quan quá vậy? Và theo đuổi giấc mơ. Đó là xe đua hả? Không. Vậy thì đừng chạy với xe đua nữa. Wow, có thấy không hả? Nếu mà em thức dậy và tốc độ này không còn nữa thì sẽ thế nào? Vậy thì em sẽ tận hưởng trọn ngày hôm nay. Wow. Tất cả một thắng lên đó, Turbo. Tay đua siêu tốc. Tôi di chuyển thật hay, cả thế giới đang xoay chậm bên tôi đó cưng à. Megastar hân hạnh phát hành tháng 7 2013 dưới định dạng 3D.